Phải chăng fan của Tiêu Chiến bị hiểu lầm khi quay lưng với bộ phim lấy danh nghĩa người nhà của Đàm Tùng Vận? Cộng đồng fan của Tiêu Chiến phải nhận khá nhiều lời chỉ trích khi họ tuyên bố không xem phim lấy danh nghĩa người nhà. Nhưng phải chăng hành động của họ đang bị cư dân mạng hiểu lầm? Bên cạnh việc phim lấy danh nghĩa người nhà gây sốt thì mâu thuẫn giữa biên kịch của phim với các fan của Tiêu Chiến cũng gây chú ý không kém. Mọi chuyện khởi nguồn từ sự việc 227 diễn ra vào ngày 27 tháng 2. Một bộ phận fan của Tiêu Chiến đồng loạt gửi báo cáo về trang AO3 khiến trang này bay màu khỏi Trung Quốc. Kết quả là hàng ngàn tác phẩm do fan của các nghệ sĩ sáng tác đã biến mất theo, khiến fandom Tiêu Chiến trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều fandom khác. Khi ấy, biên kịch Thủy Thiên Mặc của bộ phim lấy danh nghĩa người nhà đã ủng hộ nhóm 227 đại đoàn kết và ra mặt chỉ trích các fan của Tiêu Chiến. Thậm chí cô còn khẳng định trên Weibo rằng không chào đón fan của Tiêu Chiến. Khi bộ phim lấy danh nghĩa người nhà phát sóng và ăn khách, mâu thuẫn giữa các fan Tiêu Chiến cùng biên kịch Thủy Thiên Mặc được cư dân mạng khơi lại. Người hâm mộ của Tiêu Chiến thông báo rõ ràng vì biên kịch Thủy Thiên Mặc đã không muốn fan Tiêu Chiến xem phim, nên họ sẽ tôn trọng quyết định đó bằng cách không xem, không bình luận, không chấm điểm lấy danh nghĩa người nhà. Tuy nhiên, nhiều fan của Tiêu Chiến cũng khẳng định rằng dù tẩy chay lấy danh nghĩa người nhà, nhưng họ không vì thế mà ghét bỏ hay quay lưng với các diễn viên trong phim này. Bởi Đàm Tùng Vận hay Tống Uy Long không hề có liên quan đến mâu thuẫn giữa hai bên. Có thể thấy trong sự việc này, fan của Tiêu Chiến không hề hành động quá khích, cũng không làm gì tổn hại đến phim lấy danh nghĩa người nhà. Nhưng trên các diễn đàn, họ đang bị hiểu lầm là thực hiện việc tẩy chay bằng cách rủ nhau đánh giá một sao cho lấy danh nghĩa người nhà. Chính những thông tin này khiến cộng đồng fan của Tiêu Chiến bị chỉ trích khá nhiều. Dù xét cho cùng, việc họ nói không với bộ phim lấy danh nghĩa người nhà cũng có nguyên nhân hợp lý. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.